Tao có bộ trang phục trông thật là phong độ. Hôm nay tao cũng phải tạo ra vũ khí phong độ không kém đẳng cấp. Ha ha ha. Nhanh nhanh, hãy dành nó cho ta. Ôi, thượng của ta. Người tiếp theo. Sư phụ, xin giúp đỡ ta. Được. Đợi một chút, ta nghe nói có một gói trang bị cực tốt đúng không? Đúng thế, cô nương, hãy xem này. Vậy, cho ta gói 60.000. Được luôn cô nương. Xin chúc mừng cô nương. Wow, thật không thể tin là ta có thể có bộ trang bị đẹp như thế này.